Xin chào các bạn, Voice Dreamers đã quay trở lại với tutorial mới sau một thời gian rất là dài. Và trong video này mình sẽ dạy cho các bạn hai động tác cơ bản chính ở trong Clothing, đấy là Figure-Eight và Whips. Figure-Eight là một trong những động tác cơ bản ở trong Clothing và đặc điểm của động tác này nó khá là bắt ánh sáng, mạnh và thường được dùng trong các đoạn drop của nhạc. Và động tác này trong Clothing thì thường được dùng vào trong các khoảng live. Trong các video live show ở trong khoảng năm 2012 trở về trước. Có nghĩa là đây là một động tác mà khá là old school và khá là nguyên gốc của Clothing. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm Clothing theo cách đơn giản nhất. Và từ đấy mình sẽ đưa ra các tip và các hướng dẫn để các bạn có thể sáng tạo và làm theo cách của mình. Để làm Figure Eight, chúng ta sẽ bắt đầu với 4 tư thế tay cơ bản. Tư thế đầu tiên sẽ là như thế này. Cái này mình gọi là hình bông hoa. Và sau đấy thì chúng ta sẽ đẩy ra, đưa một tay ngửa lên trước và một tay úp xuống dưới. Tư thế thứ 3 và thứ 4. Sau đó chúng ta sẽ quay lại tư thế đầu tiên. Sau khi các bạn đã quen với 4 cách để tay như thế này thì chúng ta sẽ xoay chậm theo 4 cái hướng đấy như thế này. Và khi mà bạn xoay được thì bạn sẽ để ý thấy hai bàn tay của mình đang di chuyển theo hướng đi số 8. Để làm được như này thì đối với mình thì mình làm mất trong khoảng 3 đến 4 ngày thì mình sẽ bắt đầu quen với cái cảm giác này. Và sau đó khi bạn quen dần thì chúng ta sẽ làm nhanh lên. Nhìn nó sẽ như thế này. Sau khi mà các bạn đã quen với 4 cách để tay thì chúng ta sẽ đi đến phần di chuyển. Di chuyển trong Figure Eight thì có 3 loại. Loại đầu tiên là mình dạy đầu tiên, có nghĩa là đưa từ bên trong ra bên ngoài. Luôn nhớ là trong Figure Eight thì nó luôn có một cái quy tắc chung là các cổ tay nó đều dính vào nhau. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai là đưa từ trên xuống dưới. Có nghĩa là bạn sẽ đưa như thế này lên. Cảm giác vẫn là thế, chỉ đơn giản là bạn đưa từ trên xuống dưới thôi. Và cách thứ ba là đưa từ trong ra ngoài, nhưng mà đưa từ hai phía. Có nghĩa là sẽ như thế này. Khi mà hai cổ tay ở phần ngoài chạm vào nhau thì bạn sẽ đưa về đây. Và khi bạn xoay ra thì bạn sẽ xoay ra ngoài. Và vẫn theo cái hướng đấy bạn đưa sang bên này. Bạn không phải, mình không nhất thiết phải thay đổi chiều để đưa ra như thế này, mà mình cứ làm theo đúng một chiều và đưa sang hai bên thì ok. Nếu mà bạn muốn làm đẹp hơn thì chúng ta sẽ áp dụng cách thay đổi hình dạng của bàn tay. Bình thường thì chúng ta có ba kiểu. Là một là nắm bàn tay vào như này và làm. Hai là xoáy bàn tay ra. Một bông hoa xinh xinh. Bạn có thể để ngón cái. Và bạn có thể để như thế này. Đây là hình dạng bàn tay yêu thích của mình. Vì khi mà bạn đeo găng vào thì nó sẽ có một cái dải đèn dài. Và ở bên trong thì nó sẽ là các dải đèn nhạt nó đi vào. Nó giống như là tạo ra một cái gận. Để cho mọi người có thể áp dụng nó theo nhiều cách khác nhau hơn thì sau đây mình sẽ là các tip và các hướng dẫn để cho mọi người tìm ra cách yêu thích của mình. Cơ bản là chúng ta có hình dạng bàn tay khác nhau, cách đưa ra ngoài, đưa vào trong, đưa từ trên xuống dưới, đưa từ hai bên. Và bây giờ nếu mà bạn muốn sáng tạo thì chúng ta sẽ tận dụng cái cảm giác khi mà mình làm Figure Eight. Chúng ta tách hai bàn tay ra và làm như thế này. Và bạn có thể đưa theo nhiều hướng khác nhau tùy theo cách bạn muốn, nhưng mà miễn là bạn tách được hai bàn tay ra. Chúng ta cũng có thể làm Figure Eight cũng theo cái chiều đấy, nhưng mà làm rộng ra như thế này.
Tiếp theo là tận dụng phần tốc độ và phần lực của bàn tay. Khi mà bạn đang chơi ở trong một đoạn nhạc mà nó chưa vào drop, nó chưa vào cái đoạn mạnh ấy, đoạn điệp khúc, thì bạn có thể làm chậm để thể hiện gọi là cái showmanship của mình. Cái showmanship trong grouping nó có nghĩa là cái tính cách và cái cá tính của mình khi mà mình biểu diễn. Và khi mà bạn làm chậm lại thì chúng ta có nhiều thời gian để mình tập trung hơn vào cái động tác của mình, và chúng ta cũng có thời gian để chúng ta sáng tạo theo cái nền nhạc của nó. Và cho đến khi mà bạn làm drop vào thì bạn sẽ bung hết cái động tác của cái figure eight này ra kiểu thế này. Đó, kiểu xoè bàn tay ra kiểu như này, liên tục. Và sau đó dừng lại. Vậy là chúng ta đã xong phần động tác figure eight. Mình đã cho bạn một vài giới thiệu về động tác này, cách làm cơ bản và tips và các hướng dẫn để các bạn có thể tìm ra cách làm của mình. Để hoàn thiện và làm thành thạo động tác này thì mình nghĩ là sẽ mất khoảng 2 tuần trở đi. Và sau đó thì còn tùy thuộc vào việc bạn tập nó nhiều như thế nào. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã quan tâm đến bộ môn Grouping. Và nếu mà các bạn ở Hà Nội và muốn theo đuổi bộ môn này thì các bạn có thể đến với lớp học của Boy Dreamers vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Trong thời gian tới chúng mình cũng sẽ có một lớp dạy ở Sài Gòn nữa. Nên là nếu để biết thêm thông tin chi tiết thì hãy follow Boy Dreamers. Và hãy inbox Boy Dreamers nếu mà các bạn có thắc mắc về cách tập, về kiến thức của Grouping và về sự khác biệt giữa các loại găng mà chúng mình hay sử dụng. Sau đây thì là live show sử dụng động tác figure eight khi mà bạn có găng.